từ làng Sen xứ Nghệ, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thanh ôm ấp hoài bão lớn, tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi. Để từ một người yêu nước chân chính, người trở thành một người cộng sản chân chính, một nhà văn hóa lớn của phương Đông và phương Tây. Để rồi suốt 79 mùa xuân cuộc đời, người luôn đau đáu nỗi niềm làm sao để trọn nghĩa với nước nhà. Và rồi xa quê hương hơn 60 năm, dù chỉ trở về thăm quê được 2 lần, nhưng trong thẳm sâu trái tim người lãnh tụ ấy vẫn luôn chất chứa nỗi niềm nhớ quê, vẫn vẹn tình với nơi chôn nhau cắt rốn, nuôi dưỡng người những năm tháng tuổi thơ đầy gian khó. Bác để tình thương cho chúng con, một đời thanh bạch chẳng vàng son, mong manh ảo vải hồn muôn trường, hơn tường đồng phơi những lối mòn. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi, để lại muôn vàn tình thương yêu, biết bao bài học quý cho lớp lớp thế hệ con cháu hôm nay và mai sau. Trong suy nghĩ, quan điểm của người lãnh tụ trọn đời vì dân, vì nước ấy, là lãnh đạo, nói phải đi đôi với làm, nghĩa là mắt thấy, tai nghe, miệng nói và phải hành động thực tế. Quan trọng hơn, cán bộ đảng viên phải gần dân, trọng dân, học dân, thật thà trước dân và yêu dân. Vì vậy, dù bận trăm công ngàn việc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian quý báu của mình về với quần chúng nhân dân các địa phương. Đó là những chuyến đi thực tế mang đậm cốt cách, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ tính riêng 10 năm cuối đời, bác đã đi thăm các địa phương tới 700 lần. Trong đó có Bắc Ninh, quê hương của những làn điệu quan họ, người về tới 18 lần. Hưng Yên, bác về tới 10 lần, Hải Phòng 9 lần. Nghệ An, nơi chôn nhau cắt rốn, luôn neo giữ trong tâm khảm Chủ tịch Hồ Chí Minh tình cảm máu thịt thiêng liêng. Xa quê từ năm 1906 cho đến khi trở thành người đứng đầu đất nước hơn 60 năm, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ về thăm quê 2 lần, dù tình cảm với quê nhà luôn trĩu nặng trong tim. Bác không về nhiều mà để bác tránh đi những cái ý kiến, những cái suy nghĩ có thể nó không đúng hoặc là cố tình hiểu không đúng về bác. Là bởi vì khi người ta nghĩ rằng là một lãnh tụ về quê thì có thể kiểu gì cũng chỉ là lo lắng cho quê hương mình. Trong lúc đó chúng ta biết là bác Hồ là một con người mà lo cho cái quyền lợi của tổ quốc, của dân tộc. Cho nên bác làm một chuyện đó tôi cho là một cái cách ứng xử văn hóa hết sức tế nhị. Nó vừa đảm bảo được cái chung nhưng mà vừa đảm bảo được cái tình cảm riêng. Với người, tình quê luôn được chôn chặt trong trái tim. Người luôn nén nỗi niềm riêng để lo việc nước. Nhưng tình cảm đó quá đỗi thiêng liêng, đã không thể kìm giữ được cho đến lần về thăm quê thứ nhất vào năm 1957. Người đã phải thốt lên: quê hương nghĩa trọng tình cao, 50 năm ấy biết bao nhiêu tình. Tình cảm sâu nặng của bác với Nghệ An được bác đặt trong cái tình cảm với quốc gia dân tộc, và bác tránh hết sức mọi điều để người ta nghĩ rằng một vị lãnh tụ chỉ chăm lo riêng cho quê mình. Cho nên đọc các bài viết của người đấy, tôi thấy bác khen rất rõ ràng là khen, nhưng bác chê cũng rất rõ ràng là chê. Nhưng đặc biệt cái chê của bác là cái chê của một người con của quê hương, một lãnh tụ với quê hương để làm cho quê hương ngày càng phát triển. Và đấy tôi cho là một cái niềm tin, một cái tình cảm rất đặc biệt của bác với quê mình. Càng yêu thì càng phải mong mỏi Nghệ An xứng đáng hơn, Nghệ An vươn lên hơn. Điều này thể hiện rõ nhất trong việc người hy sinh chuyện riêng tư, hạnh phúc của bản thân
dồn toàn tâm sức cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng phát triển đất nước. Ngay cả khi hay tin anh cả Nguyễn Sinh Khiêm mất, bác đang bộn bề việc nước không thể về chịu tang. Người đau đớn tiễn biệt anh trong sự xa cách, nhớ thương và chấp nhận mình là người bất đệ. Nghe tin anh cả mất, lòng tôi rất buồn rầu. Khi anh đau ốm, tôi không được ở bên anh để chăm sóc. Bây giờ anh mất cũng không được lo liệu. Chỉ vì việc nước và hy sinh việc nhà mà tôi xin đành chịu tội bất đệ, tức là người em chưa chu toàn với linh hồn anh. Và mong bà con ở quê nhà cũng nguyên lượng cho tôi chỉ vì việc nước mà phải hy sinh việc nhà. Tức là viết từ trái tim viết ra, xúc động lòng người. Bác đặt quê hương trong cả nước. Bác coi bác là trách nhiệm với cả nước, đồng thời trách nhiệm của càng yêu nước sâu nặng bao nhiêu thì càng yêu quê hương nồng đắng bấy nhiêu. Bác nêu một tấm gương, bác làm câu chuyện đó, bác nén lòng lại, có nghĩa là bác rất rất có tình cảm với bà con, với quê hương, với nhân dân, với đồng bào cả nước, trong đó đặc biệt tất nhiên là có cả người thân của mình. Nhưng bác phải nén cái đó để đặt cái lợi ích của tổ quốc, của nhân dân lên trên hết trước hết. Và bác cũng thường nói với chúng ta rằng là khi mà đất nước được độc lập, nhân dân có tự do hạnh phúc, thì trong đó có quyền lợi của gia đình, của bản thân mình. Để vơi đi nỗi nhớ, trọn niềm thương và bày tỏ những kỳ vọng thiết tha, người đã gửi gắm tình cảm về quê nhà bằng cách rất riêng của mình. Đó là gửi lời tâm sự qua những bức thư ngắn gọn nhưng sâu sắc. Ngay cả lựa chọn cách thức liên lạc với quê hương là viết thư cũng đã nói lên sự ý tứ tinh tế sâu sắc trong thể hiện tình cảm của bác. Bởi thư là phương thức biểu đạt tình cảm riêng tư, thư là phương thức liên lạc dành cho những mối quan hệ thân tình gần gũi. Trong bức thư đầu tiên bác viết sau ngày đọc bản tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình lịch sử, bác đã gửi về quê hương Nghệ An với lời đề tựa: thư gửi các đồng chí tỉnh nhà. Bức thư mở đầu bằng lời tâm sự chứa chan tình cảm. Tôi không dùng danh nghĩa chủ tịch của chính phủ, chỉ lấy danh nghĩa của một người đồng chí xa mà viết để san sẻ ít nhiều kinh nghiệm với các đồng chí. Một cách xưng hô thân tình giản dị đến cảm động. Thư là một hình thức biểu đạt tình cảm. Thư là một hình thức giao tiếp tinh thần. Đó cũng chính là sự bù đắp lại cho hai lần ít ỏi bác về thăm quê hương. Trong thư từ, bác cũng khéo léo và tinh tế để truyền tải đến chúng ta những nhiệm vụ chính trị. Với đảng là phải đoàn kết, với mặt trận tổ quốc là phải thay mặt cho nhân dân để mà làm chủ, với các đoàn thể mà đoàn thể nào cũng mang tinh thần cứu quốc, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, và nhất là thư để động viên nhân dân vừa học vừa làm. Và đặc biệt nữa, trong thư bác cũng khéo léo biểu đạt cái tình cảm riêng của bác với cán bộ nhân dân tỉnh nhà, tức là quê hương. Thì có thể nói là thơ từ là một hình thức biểu đạt rất độc đáo và cũng là một nét phong cách của Hồ Chí Minh. Để rồi sau rất nhiều bức thư điện khẩn và sự dõi theo Nghệ An, ngày 14 tháng 6 năm 1957, bác Hồ vẫn giữ cho mình chất giọng Nghệ nặng nặng, trầm ấm trong ngày trở về thăm quê. Người xúc động: tôi là người con tỉnh nhà, đã hơn 50 năm xa cách quê hương. Hôm nay, lần đầu trở về thăm quê, có thể nói là quê hương nghĩa trọng tình cao. 50 năm ấy biết bao nhiêu tình. Sau nửa thế kỷ bôn ba tìm đường cứu nước, nhưng khi trở về, bà không quên lối nhỏ vào nhà, có hàng râm bụt, cây bưởi, luống rau. Bùi ngùi xúc động
với chiếc vòng tuổi thơ, chiếc khung cười mẹ đã nuôi dưỡng sự sống và cả ước mơ, khát vọng lớn của cậu bé Nguyễn Sinh Cung thuở nào. Trong buổi nói chuyện với hơn 3.000 đại biểu và cán bộ nhân dân Nghệ An, người dặn dò: trong hòa bình, chúng ta nhất định phải đoàn kết để giành lấy thắng lợi mới lớn lao hơn. Đoàn kết lương xào, đoàn kết Bắc Nam, đoàn kết đồng bào thiểu số và đồng bào Kinh, đoàn kết quân dân. Đó chính là kim chỉ nam, là sức mạnh to lớn để Đảng bộ và nhân dân Nghệ An nỗ lực phấn đấu, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa xã hội. Dù nhớ thương lưu luyến sau hơn nửa thế kỷ đi xa, nhưng lần về thăm này, người chỉ lưu lại quê nhà được một ngày ngắn ngủi. Để rồi, trong sự mong ngóng chờ đợi được một lần nữa, đón vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, và hơn hết là người con của quê hương, từ ngày 8 đến 10 tháng 12 năm 1961, Nghệ An vinh dự được đón Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai. Đây là chuyến đi đặc biệt nhất của Bác trên cương vị là Chủ tịch nước. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi về thăm quê, nhưng người có tới 8 cuộc gặp gỡ nói chuyện. Và điều đáng nói, tất cả các tầng lớp nhân dân, từ cán bộ, đảng viên, công nông, trí thức, dân tộc miền núi, đến hưu trí, từ tỉnh đến huyện, từ văn phòng, nhà trường, đến nhà máy nông trường, người đều sắp xếp để đến thăm, gặp gỡ, nói chuyện. Người đặc biệt quan tâm và căn dặn: Bác căn dặn Nghệ An với tất cả cái trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, nhưng mà cũng là trách nhiệm và tình cảm của một người con quê hương xứ Nghệ. Đấy, theo tôi cái thứ hai để nó tâm huyết lắm. Những cái điều Bác căn dặn rất tâm huyết, rất cụ thể, rất là lớn lao, nhưng mà cũng rất là đời thường để nói với dân, với Đảng bộ Nghệ An. Đấy, thì đấy là cái nét riêng. Và cũng có lẽ là chưa đi thăm tỉnh nào dài như là cái lần về Nghệ An này. Từ năm 1930 đến khi về cõi Vĩnh Hằng, Bác có 9 bài báo, 31 bức thư, 10 bài nói chuyện, 3 bức điện, 2 lần về thăm và 1 lời đề tựa nói về quê hương, trực tiếp trò chuyện thân tình với nhân dân, cán bộ, đảng viên Nghệ An. Đồng thời, trong bữa ăn của người, một vị chủ tịch nước nhưng chưa bao giờ thiếu món tương, cà, nhụt, vừng của quê hương xứ Nghệ. Bác theo dõi rất kỹ báo Nghệ An. Đây là một cái tình cảm của Bác chứ. Bác dành cho Nghệ An bằng một việc rất âm thầm như vậy, rất chịu khó và chăm chú đọc tin về Nghệ An, và đồng thời kịp thời phản ánh lại cho Đảng bộ Nghệ An những cái việc gì mà Bác thấy cần phải phản ánh. Việc tốt Bác kịp thời biểu dương, và việc gì chưa tốt Bác phê bình. Mặc dù cách phê bình của Bác đấy rất là nhẹ nhàng, vẫn rất đi vào chiều sâu, và người được phê bình cũng rất là vui vẻ để tiếp nhận cái phê bình đấy. Đó là cách của Bác. Cách Bác riêng với quê như thế đấy. Bác chăm chú với quê hương mình. Phải nói rằng là Bác theo dõi từng bước đi của quê hương Nghệ An. Thì có thể nói là không một chút nào Bác xa quê, không một chút nào Bác không gắn bó với đồng bào cả nước và nhân dân. Mà Nghệ An luôn luôn ở trong cuộc sống, tâm hồn, tinh thần của Bác như là cái điểm xuất phát máu thịt. Dù chỉ 2 lần về thăm quê nhà, so với nhiều tỉnh thành khác là ít, nhưng Nghệ An lại là tỉnh có một niềm tự hào đặc biệt. Bởi trước lúc đi xa, người gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ, nhân dân như là di chúc dành riêng cho quê hương. Bản di chúc chỉ hơn 600 từ, nhưng thể hiện mong muốn cháy bỏng của Bác là người dân quê nhà phải có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Và một lần nữa, người nhắc lại điều mong mỏi cuối cùng trước lúc đi xa: phải ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc. Đây chính là hành trang quan trọng, tạo niềm tin động lực cho Nghệ An
trên con đường xây dựng, phát triển. Điều đó thể hiện quê hương luôn ở trong trái tim Bác theo cách riêng của một người chỉ công vô tư. Trong vô vàn các ứng xử và ngôn ngữ của Bác ấy, cho thấy Bác là giữ được cốt cách xứ Nghệ, có thể nói đến mức độ lý tưởng. Dù Bác đi xa mấy chục năm, và mỗi một lần về thăm quê là một lần bồi hồi, dù chỉ về hai lần thôi, nhưng mà đầy ắp những kỷ niệm thân tình với bà con, hàng xóm, với tất cả mọi người thân yêu, với tất cả đồng bào, đồng chí, vì Bác là của toàn dân. Và Bác mang hình ảnh xứ Nghệ thông qua Bác đến với tất cả mọi miền đất nước. Thì cái điều này là điều vô cùng tinh tế về văn hóa Hồ Chí Minh mà chúng ta phải suy ngẫm, thấm thía để học Bác và hành động làm theo Bác được như cái cốt ấy của Bác. Sáu mươi năm đã trôi qua sau lần cuối cùng người về thăm quê hương. Đến hôm nay, dù vị lãnh tụ kính yêu ấy đã rời cõi tàm, về với cuộc trường chinh nhẹ cánh bay, nhưng toát lên tất cả mọi tư tưởng, hành động của người chính là văn hóa, là cột cách Hồ Chí Minh, một tâm hồn Nghệ đậm đặc, sâu sắc. Dù suốt 79 mùa xuân cuộc đời, người chỉ gắn bó với mảnh đất xứ Nghệ 10 năm, cũng chỉ trở về thăm quê được 2 lần, nhưng người đã luôn vẹn tình với quê nhà. Bởi yêu quê hương chính là giữ gìn những giá trị văn hóa bất biến của quê hương. Từ tâm hồn và cột cách Nghệ ấy, người đã tiếp thu tinh hoa văn hóa các vùng miền trong nước, tinh hoa văn hóa nhân loại, và hình thành nên tâm hồn trí tuệ Việt Nam, một con người Việt Nam đẹp nhất, Hồ Chí Minh.